có gia đất kênh Lâm Phạm Thị Danh. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở quốc lộ 1A, xa Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Dân, anh Dũng quay các anh cưa bỏ cây xanh. Thì cây xanh này nằm giữa sân trong một cái quán cà phê giỏng. Cây xanh này rất là to, có nhiều tược. Những phần tược của nó lan rộng trên cái mái của quán cà phê. Quá bự luôn. Cái này hơn 100 hoành á, phần gốc của nó. Xin mời cả nhà cùng theo dõi các anh sẽ cưa bỏ cây xanh này như thế nào nha. Dạ chú ơi, con cho con hỏi cây xanh này chú trồng lâu năm chưa chú? Trồng cũng 20 năm rồi. Dạ. Sao mà nó chú không để che bóng mát mà chú cưa nó chú? Nó cứ để nó ăn nền phá mà quá. Rồi cũng đâu có mát thì mát mà nó phá nhiều quá. Dạ khi để nó ăn dưới nó dướng cái đường dây điện đó. Dạ. Sát ngoài đường quá nó phá nhiều. Ra cái lợi nó ít mà cái hại nó nhiều thôi mình. Dạ. Bỏ đi để đốn ngày này mình trồng cái cây gì quý quý hơn. Dạ dạ rồi, con cảm ơn chú nhiều nha chú. Dạ dạ. Bỏ 200 hoành hả anh? Bỏ 200 hoành, không có hành hoành. Dòng vô đây thấy nó mượn cái kia đó anh. Anh Dân nói vòng vòng khu vực này cây xanh này cũng khá to. Bây giờ thì anh Dân sẽ leo lên trên cưa. Quá to. Cái nhánh của cây xanh này là anh Dân cũng không giáp rồi cả nhà. Thì hôm nay mình bị cảm thì mình nói chuyện hơi khan tiếng chút nha. Rồi bên dưới anh Dũng sẽ hỗ trợ cho anh Dân nha. Ở cây này cũng khá tầm nên anh Dân leo lên cái nhánh trên, mình cũng không thấy anh Dân luôn. Anh Dân, anh Dũng tính gỡ con đè. Thì anh Dũng sẽ buộc cái máy cưa lên cho anh Dân. Cũng nhờ cái hàng rào trắng ở trước cửa nên cũng đỡ cho anh Dân không chặn xe gì. Hôm nay chỉ có anh Dân, anh Dũng thôi. Thường thường cây lớn này ở nhiều người làm chậm xe rồi. Nhánh nó anh Dân cho gớt xuống phần dưới cây xanh nha. Ah.
cần để gỡ cái bóng đèn này. Ah.
anh Dũng sẽ cưa phần ngắn quá. Tiếp tục leo lên cưa nữa.
nha. Dân cũng cắt những cái nhánh, mình cũng kết thúc video một ở đây nha. Hẹn cả nhà phần sau nha.